Xin chào tất cả mọi người, mình là Quản lý. Hôm nay mình có cuộc phỏng vấn với em gái Việt kiều áo trắng. Thì như cái tình hình hôm qua thì em có mặt ở dưới đúng không? Thì em có thể nào chia sẻ cho tất cả mọi người biết về cái vấn đề của cô Phương Hằng đi xuống tới tỉnh thất bồng lai ở dưới Long An á? Thì hôm qua Tina có xuống đến tận chỗ Thiền Am thì Tina thấy là dân số thì fan bên cô Phương Hằng rất là đông, và một số thì cư dân ở đó, và một số nữa là những anh chàng YouTuber. Thì nói chung là hôm qua có thể là lên tới có thể là hơn 1.000 người á quý vị. Thì nói chung là cô Phương Hằng tới đó nhưng mà cũng không được vô tới Thiền Am, thì tại vì những người trong tỉnh Thất Bồng Lai á, thì đóng cửa hết và không cho cô Phương Hằng vô để nói chuyện về chuyện của Diễm My và những cái người mà liên quan tới những đứa trẻ nè, với những tình cảm này kia kia nọ trong cái Thiền Am đó. Thì Tina chỉ đứng ở ngoài, Tina giờ thấy là dân số đông nghẹt, trong khi đó là bu vô cái xe của cô Hằng á, thì rất là đông và mọi người muốn hỏi chuyện cô thì cũng không có được. Đó thì Tina thấy trước mắt thì Tina biết vậy thôi, chứ vào trong sâu á thì Tina có thể là không biết nhiều. Em thế nào cho anh biết là em xuất phát từ Sài Gòn xuống mang khoảng mấy giờ không được không em? Thì từ 8 giờ Tina đi từ Sài Gòn xuống tới Long An là 9 giờ Tina tới. Thì khi tới á, thì cái đoạn đường vô Thiền Am á, thì cái lúc đầu vô hẻm vô á, thì cái đường nó xấu lắm quý vị. Tina phải cực khổ, phải gian nan lắm mới vô được cái hẻm khúc trong nữa. Thì khi mà Tina vô khoảng 3-4 mét á, thì Tina thấy là YouTuber đứng ở đó rất là đông rồi. Thì khi mà vô tới sau nữa thì chen lấn rất mệt quý vị. Thì Tina có thấy được Thiền Am có một cặp nam nữ chạy ra từ cổng chính. Nói chung chạy rất là nhanh và bịt mặt, đội nón bảo hiểm bịt mặt nè, đeo kính đồ, rồi mặc áo phát choàng á, nên giờ cũng không kỹ lắm. Nhưng mà nếu mà như mình đoán á, thì mình đoán có thể là bị cô đó là Diễm My thôi. Đó, mình chỉ đoán vậy thôi, chứ là cái tốc độ mà chạy ra ngoài cửa chính á, chen lăn, nói chung là chen lấn rất là nhiều, nên là Tina thấy thì Tina chỉ nghĩ vậy thôi, chứ không phải là Tina đoán là chính xác là Diễm My. Thời gian cô Vân Hằng chưa đến á, diễn biến như thế nào em hãy chia sẻ cho mọi người biết được hay không? Thì trong thời gian mà cô chưa tới á, thì có một cái nhóm này, nói chung là những cái cô mà lớn tuổi thôi à, thì với lại một vài một anh nữa, đó là những cái anh YouTuber. Thì mình cũng không biết là bên phe nào cả, thì mình chỉ thấy là họ xung đột lẫn nhau, va chạm lẫn nhau và có những cái lời to tiếng với nhau, thì mình không biết là hai bên đó là bên phe nào đó. Mình không biết là hai bên đó là bên phe nào, nhưng mà rất là to tiếng, có thể là gây ra tranh cãi á. Thì lúc đó là đã có công an phường tới đó, thì chỉ có mấy anh công an xuống dàn xếp, nói chung là mọi chuyện cũng đã im rồi. Dạ, thì nay chỉ thấy vậy thôi. Em có thể nào chia sẻ cho tất cả mọi người biết là cái đoàn xe của cô Hằng xuống như thế nào không? Trong đó gồm có những ai, ai và ai? Em có thể chia sẻ được không? Thì Tina xuống tới nơi á, thì Tina thấy là xe của cô vô á, thì nói chung là dân ở đó quá đông đi, lúc nào người ta cũng đổ ập vào xe của cô hết trơn á. Thì khi mà xe cô mà đậu trước cửa Thiền Am á, thì nói chung là dân chúng lúc đó nó cứ đổ ập vô. Thì nghe thông tin á, là cô xuống không phải là một mình, cô xuống trong đó gồm có 50 người đi theo cô nữa. 50 người. Thì trong đó là có nè bác sĩ nè, vệ sĩ nè, trợ lý nè, nhà báo nè, và những anh YouTuber đi theo cô nữa. Thì Tina thấy là trong đó cái quan trọng nhất
là cô còn đem theo một cái bình oxy nữa đó. Cái bình oxy đó làm gì mọi người? Tự nhiên cứ đem theo cái bình oxy đó làm cái gì mọi người nghĩ nha, chứ không phải là Tina nghĩ luôn. Mọi người cứ nghĩ đi, cái bình oxy đó làm cái gì đó. Thì khi mà cô xuống tới nơi á, thì xe cô, nói chung là xe cô lúc đó là quá trời dân mạng nè, mấy anh YouTuber nè, dân nè, rồi kể cả những cái người mà đi theo ủng hộ cô nữa. Thì nói chung là lúc đó cứ ập vào xe cô thì mình không biết như thế nào, rồi thêm gặp thêm mưa nữa đó, quý vị thấy không, đã đông người chen lấn khi mùa dịch nữa, thì bây giờ còn mưa nữa, thì nói chung là dân tình hỗn loạn hết. Thì cô thấy là cũng không có ổn nên cô đã kêu bác Tài quay xe trở về Đại Nam. Thì cô hẹn một ngày nào đó gần đó thì cô sẽ xuống xuống lại Thiền Am. Thì nói chung là lần sau nếu mà cô có đi á, thì mình chỉ nghe thôi nha, lần sau cô mà có đi á, thì cô sẽ đi âm thầm chứ không có còn mà làm như khuấy động phong trào mà đi, để mà còn đi theo cô như vậy, như đông như ngày hôm qua vậy nữa. Thì nói chung là Tina biết chỉ có vậy thôi, thì Tina cũng về lại Sài Gòn rồi, trong đó thì Tina biết sao, Tina chỉ kể lại cho quý vị thôi. Thì nói chung là muốn coi tiếp những phần tiếp theo của Tina nữa thì hãy bấm subscribe và follow cho Tina nhé. Xin chào và tạm biệt nha.